kiếp trước á là giết heo, đâm heo, nên cái hiện tại bây giờ có tu theo thầy, nhưng mà cái nghiệp thì phải trả. Bây giờ mẹ chỉ cho, điển mẹ xuống chỉ phóng sanh, hồi hướng công đức là tiền kiếp đâm heo, nên cái kiếp này bị ngay đây nghẹt thở, đúng không? Mà là như thế nào, nghẹt như thế nào nói ra. Nó làm như nó đâm nó chẳng vậy đó. Rồi có khi có một cục, rồi khi đâm, rồi khi nhột nó chẳng hoài. Giờ là thở không được luôn em. Dạ, mẹ nói là kiếp trước đâm heo. Dạ. Kiếp trước là nằm ở trên này nè, cái niệm Phật kiếp bị nằm tuốt như này luôn. Nên cái kiếp này có tu là phải giải cái quan gia trái chủ, mà phải hồi hướng nghe cái dông mà đang theo. Cái vị này là ở Cốc Nốt, lên đây để nhờ con xem. Bây giờ con trình với mẹ là người này là Phạm Thị Mai, 57 tuổi, không biết bệnh gì thì đi bác sĩ cũng không biết. Hôm nay con nhờ mẹ từ bi quan hỷ xuống điện cho con xem giùm để cứu, là cứu chúng sanh, trong khi người ta đang bệnh mà không biết bệnh gì. Nay con trình với mẹ. Vì suốt đời của cha mẹ biết đó là cái hạnh phúc của bảo vệ tổ nhà của mình, cái đó là cái thì người này là mẹ nói cái tiền căn đó là cái kiếp trước á là giết heo, đâm heo, nên cái hiện tại bây giờ có tu theo thầy, nhưng mà cái nghiệp thì phải trả. Bây giờ mẹ chỉ cho, điển mẹ xuống chỉ phóng sanh, hồi hướng công đức là tiền kiếp đâm heo, nên cái kiếp này bị ngay đây nghẹt thở, đúng không? Mà là như thế nào, nghẹt như thế nào nói ra. Nó làm như nó đâm nó chẳng vậy đó. Rồi có khi có một cục, rồi khi đâm, rồi khi nhột nó chẳng hoài. Giờ là thở không được luôn em. Dạ, mẹ nói là kiếp trước đâm heo. Dạ. Kiếp trước là nằm ở trên này nè, cái niệm Phật kiếp bị nằm tuốt như này luôn. Nên cái kiếp này có tu là phải giải cái quan gia trái chủ, mà phải hồi hướng nghe cái dông mà đang theo. Nhiều đời nhiều kiếp sát sanh hại vật, nên màn này tu thì phải trả. Đặng mà màn này màn cuối rồi, có nợ thì phải đòi. Mình tu thì mình phải giải tất cả nghiệp trước thì mới đắc đạo trở về. Đệ tử của thầy mà. Người này đệ tử của thầy mà cung cái cung bên mẫu. Đó, nếu ta nói có thì cái gì thì nói lên nha. Dạ. Thầy cũng lúc trước là ngủ cũng nằm thấy cũng đau, nằm giọng hơi giấy chết không à. Rồi sau thấy tối ngủ thấy có cái ông đang mặc nguyên bộ đồ đen, công về cũng ngồi xếp bằng vậy nè. Ông nói Phật về muốn hỏi gì hỏi. Cái sau dưới nói ông ơi, ông chỉ con uống thuốc gì, giờ con chịu hết nổi rồi. Công nói không sao hết bệnh được, chỉ có phổ biến đạo pháp ra mới hết bệnh, chứ không sao hết bệnh được. Nói vừa động mất tiêu. Rồi một lần sau nữa thì cũng tới 3 giờ mấy mà cũng không ngủ được, mà trong mình chịu không nổi, cũng nói thôi ông bà dẫn cho con đi chứ giờ con chịu hết nổi rồi. Cái sau mới lần đầu cái thấy có cái ông nó mặc áo dài bông, đội khăn tắm. Ông lên ông nói đi lễ đức ông, ông nói gì đó. Cái giật mình thức dị, cái lần sau nhắm mắt lên cái nữa, hơi thấy hai ông nói đi lễ đức ông. Cái mình mới nói hồi nào bây giờ con đâu đi lễ đức ông đâu, con đâu biết ngày nào. Cái ông mới nói là ngày mùng 6. Nó giật mình thức dị. Bởi vì tiền căn có. Dạ. Trong cái tông chi đó có một ông tu đắc đạo. Dạ. Tu đắc đạo mới dương định của cha Ngọc Hoàng, mới về chuyển cho cái căn. Cái phần này là cũng như có cái căn tiền kiếp tu, nên về chuyển cho tu, nhắc nhở cho biết đường tu. Nhưng mà cái nghiệp chướng tiền kiếp vẫn còn. Dạ. Phải giải qua cái nghiệp chướng thì tu mới đắc đạo. Lên đến đây thì mẹ chỉ cho, đặng mà giải cái nghiệp thì là phóng sanh, hồi hướng niệm Phật gì thì nguyện giái cho cái dâm hiện tại bây giờ đang làm cái cần cổ là heo.
Thưa thầy, hồi lúc trước giờ cũng phóng sanh mà không có, mình cũng phóng sanh giấy chung hết trơn, giấy cho những các quan gia trái chủ theo đó, chứ đâu có biết mà đâm heo gì đâu. Dạ đâu có, nhưng mà có cho chim bao thấy cái gì không? Thấy có, thấy ngủ thấy con heo. Đúng rồi mẹ nói đó. Dạ. Giờ cái con heo đó là cái nhiều kiếp rồi, không phải mới cái kiếp cái đây nha. Dạ. Nó quan gia chứ chủ nó theo đòi hoài, nhưng mà này kết thúc nó phải đòi xiếc. Dạ. Thì biết á thì nguyện ngay đó. Có thấy con heo phải không? Dạ có thấy con heo. Bởi con đi bụng nó, không lẽ là heo rồi. Nói bụng gì thì cho thấy đó, tại vì mình có căn nên cho thấy cho biết, đặng mà mình đi tìm cái đường để mình giải căn cho nó. Dạ. Giải cái nghiệp của mình. Giải cái nghiệp của mình thì mình phải là cũng như mình tu. Dạ. Thì mình phải giải thoát tất cả nợ nần. Dạ. Thì mình mới được trở về với cha với mẹ. Dạ. Đó. Nên hôm nay đó là mẹ chỉ cho. Dạ. Là về đó phóng sanh, niệm Phật. Dạ. Hồi hướng cho cái dòng tại cái trong cái thân mình. Dạ. Bây giờ tôi không biết, hồi đó giờ không biết, bây giờ tôi biết rồi, nên tôi hồi hướng cho các một cái vị ở trong thân tôi để đòi nợ. Thì hôm nay tôi hồi hướng công đức niệm Phật và công đức phóng sanh cho người, xóa bỏ hận thù để tu đặng mà sau này trở về làm người với người ta. Dạ. Đó, theo tôi báo quán hoài cũng đâu có được cái gì, thì giấy ngay như vậy rồi phóng sanh. Dạ. Giấy ngay đó, mà trước khi phóng sanh phải trình mẹ. Dạ. Vì mà này mẹ đang là quá độ tất cả vong linh và chúng sanh, nên mình trình xong rồi mình giấy ngay cái người đó, ngay cái vong đó, ngay cái vong mà nói chung là ngay con heo luôn đó. Nói thẳng vậy luôn, mẹ nói vậy. Nên đó là tu thì phải trả nghiệp. Nên mà người này có cái căn tiền nên mẹ đã cho thấy hết trơn rồi. Với đệ tử của thầy cũng tu tinh tấn nên thầy cũng cho biết. Có không? Dạ có. Đó. Bởi vì đi mấy ông thầy hốc thuốc thì ông nhìn ông cũng nói ngày xưa bên ông bà làm thầy pháp mà cúng heo đứng luôn. Đúng rồi đó. Thời bây giờ là người ta đòi con cháu. Bởi vì ta... cha làm mà con dạ, chịu dạ. Vì đường trong gai, thầy dạ. Nói đó. Ta hành con cháu đó. Ừ, ta phải đợi con rồi cháu. Dạ. Rồi như ông bà mình làm, thì bây dạ. Giờ mình trả, mình biết, mình trả cho ông bà mình luôn. Ông bà mình giải thoát mà mình cũng giải thoát luôn. Dạ. Nên là ở đây điển mẹ nói sao là yên vậy. Dạ. Ở đây là cái xác này nó không có biết văn chương gì hết trơn á. Dạ. Nó chỉ là ở trên đó sao nó nói ra vậy thôi. Dạ. Đó, thì bây giờ là chỉ ngay một chỗ vừa làm như vậy. Dạ. Thì từ từ hết. Với đọc kinh của mẹ. Dạ. Chứ không có ai hại gì. Có ai hại gì đọc kinh này cũng văn hết trơn đó. Dạ. Thì bây giờ mình đã biết con đường tu rồi. Dạ. Bởi vì là thầy cũng có dạy mình đó. Mình tu mình phải biết đó. Dạ. Tu như đương biết đát, đương đắt gành mới rửa salon. Mà dạ. Mình tu mình như cái miếng mê, mình đương ra mà mình không có bo lại thành cái thúc để mình đựng đồ. Dạ. Thì mình tu cũng giống như vậy đó. Dạ. Đó. Nên bà tu phải biết. Dạ. Đó. Biết nè, nhẫn nhịn nè. Dạ. Dằn sân si nè. Thì sẽ trên sẽ xuống biển cho sáng liền. Đó. Thì bây giờ biết vậy về làm cái gì đó không có gì chứ. Dạ. Không có bệnh gì trong thân thể nha. Dạ. Còn người này có bệnh trong thân mình. Dạ. Cũng bị người ta hại đó. Thì bây giờ cốt cũng có thầy lấy hết rồi. Thì bây giờ để một lát nữa người ta điển của ông ấy trấn cho. Dạ. Nên nó là cái phần này thì yên tâm về tu. Dạ. Gán tu tinh tấn. Dạ. Thầy cũng độ đó, đệ tử của thầy mà, người này đệ tử của thầy. Dạ. Nhưng cái tiền căn ở trên của mẫu. Dạ. Bởi vì nó đi không trúng, bởi vì ông thầy nào ấy lại cho hút thuốc uống hay là coi gì bắt đầu giờ đau thêm không? Đi không trúng là đau thêm. Mà đau thêm không? Một cái chị ở bên Đồng Tháp đó, đi không trúng là đi về là giật. Dạ. Chết lên chết xuống. Dạ. Mà qua tôi đi, tôi nói trúng cái căn nguồn gốc rồi là hết trơn. Dạ. Đó. Mà... bây giờ tôi nói là mấy người kia nói ma tà, tôi nói không có ma. Dạ. Mẹ nói người này là cái căn là trong cái tông chi là ông Phan Thanh Giảng. Dạ. Về giấy ngay ông đó, cũng như bây giờ tôi kêu giấy ngay cái dòng ông heo đó. Dạ. Tại tôi nói thẳng không à. Dạ. Đó. Là hết, bây giờ hết trơn rồi đó, mừng dữ lắm luôn, điện qua tôi hoài. Bởi vì đi tại sao mà đi hốc thuốc hay gì uống 2-3 thằng đầu đỡ, rồi mấy thằng sau lại bệnh thêm. Mà đi ông thầy nào nói chị bệnh là lại lên là bệnh thêm nữa. Dạ. Rồi kiếp không dám đi nữa, mà nói ông thầy nào hay quá thì đi lại ông đó. Mà lại cứ bệnh thêm không à. Bởi vì đi không có chút người ta không có chịu. Dạ. Bởi vì trong cái tâm chi có một người tu đắc đạo rồi. Dạ. Người ta đang về chuyển trong con cháu, mà con cháu nào biết tu người ta chuyển. Dạ. Không biết tu người ta không có chuyển. Hồi lúc cho trước, mình đi luôn. Lúc trước ông Cửu Quyền về ông nói gì nè.
Ông nói con biết ông là ai ai không? Nói dạ con không biết. Là cửu quyền bên họ Phạm này, bảy đời chín kiếp này nè con. Nói vậy. Mình tới bảy đời chín kiếp mà trong cái chín kiếp bảy đời đó người ta tu đắc đạo ta chuyển về hết. Bị bây giờ có lệnh của cha Ngọc Hoàng nha. Ta nói đây là sự thật. Nếu ai tin không tin thì tao. Lệnh của cha Ngọc Hoàng sai trong cái cửu quyền về. Cửu quyền mình tu đắc đạo về trời. Bây giờ mới trở về. Bà ha cô vậy đó ha. Trong cái tông chi đó. Trở về độ cho con cháu trong cái tông chi của ông tu. Mà lựa đứa nào biết tu có căn duyên thì độ cho đặng màn này trở về hết. Còn nếu không tu là quỷ diệt luôn, chứ không có độ những cái đứa ngỗ nghịch như vậy đó. Thì nghe lại đây làm y vậy đi thì hết, không có sao nghe. Đừng có đi thầy bà nữa, có đi thì lâu lâu lên đây. Lâu lâu lên đây giếng mẹ, tại vì căn của mẫu. Căn tiền của mẫu xuống trần này nhiều đạo chứ có một món thôi. Mẹ nói nè, xuống đây nè, chia năm xả bảy nè, đạo Câu Đài, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, rồi đạo Quả. Nhưng mà mẹ nói con của mẹ không, sau này mẹ gom có một chỗ, không có phân biệt đạo nào hết. Bây giờ mình cũng tu, mình cũng không nói đạo nào, mình cứ tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì liếc. Bây giờ mình nghe lời thầy, mình tu thật tâm hoài đi, mình làm hiền làm hen, ai nói gì mình không nói, thấy khổ giúp. Là đắc đạo tại thế rồi đó. Thấy ai khổ thì giúp. Chứ không phải đợi về tới chỉnh mới đắc đạo đâu nghe. Làm chân chánh là tiên là Phật. Làm gian ác là quỷ là ma. Thì mình làm chân chánh là mình tiên Phật tại trần gian rồi đó. Mẹ nói rồi mà, mẹ nói cho các con mừng để mà tu trần gian này nè. Điển mẹ xuống mẹ nói làm chân chánh là tiên là Phật. Thì mình ở dưới trần này mình làm chân chánh là mình tiên Phật dưới trần rồi đó. Gán mà làm hiền làm lành làm phước niệm Phật. Sát sanh giữ giới, không sát sanh giữ giới, thì đó là mình được giải thoát. Là nghe lại anh vậy thì hết bệnh. Đọc cuốn kinh này dầu cho có ai hại mình bóng chàng gì hen cũng văn hết. Tại vì mẹ điển dạy mẹ nói là trong cái cuốn kinh này nếu mà mình tầm thường mình không có nghe mẹ thì mình chỉ đọc thôi, mình không có hiểu cái quay lực của mẹ là nó mạnh như vậy. Nên bây giờ mình biết rồi mình phải đọc. Chí quyết thì không có ai phá mình được chân. Đó. Người này là xong rồi đó. Còn người này đó thì mẹ nói á, người này là mẹ nói á. Người này bệnh cái bao tử. Nha. Mẹ nói người này bệnh cái bao tử, phải đi nội soi, phải đi xét nghiệm máu. Thì cái bao tử nó hành ra trong cái cơ thể, nó biến chuyển là cũng như là nó lấu, nó tức như là bệnh ma. Nha mẹ nói. Tại vì bệnh trong mình mẹ cũng nói luôn nha. Ở đây á, bệnh trong mình cũng nói, mà bệnh ma cũng nói, mà bệnh về đâu thì mẹ chỉ. Chỉ cho đi. Chứ không có chỉ bệnh trong mình, nhưng mà chỉ cho biết cái bệnh đó. Thì đi về, một là đi xét nghiệm các phật tử, hai là cũng hồi hướng các quan gia chế chủ nhiều đời nhiều kiếp. Mình cũng đây là màn này là mình tu cũng căn tiên xuống trần không à. Mà mình quy theo thầy, mình tu theo thầy đã lâu rồi thì thầy cũng chứng cho mình rồi, nhưng mà cái quan gia vẫn mình chưa giải được. Vì niệm Phật thì tiêu nghiệp chướng, thầy cũng nói đó, mình niệm Phật tiêu nhiều, nhưng mà cái nghiệp chướng mình nặng quá nên mình phải hồi hướng cho nó. Hồi hướng cho cái nghiệp chướng đó, cũng như là nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh tại vật cô vô tình và cố ý. Thì hôm nay mình sám hối, mình phải đọc kinh sám hối nha. Thì tu đạo nào cũng phải sám hối thì mới được giải thoát. Bởi vì cái nghiệp chướng nó đeo đăng mình không sám hối, không hồi hướng cho nó, thì cũng như là cái quan gia nó theo. Nó theo mới làm cho mình tu không có được tinh tấn nha. Không có được tinh tấn, không có sáng suốt, nên mình tu mình còn bị lận đận, lao đao, đau ốm, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, là cái đó là cái nghiệp. Nên mình biết thì mình hồi hướng, mình đọc kinh sám hối, hồi hướng cho cái quan gia trái chủ người đời người kiếp. Và mình hồi hướng cho cửu quyền của mình luôn nha. Trong cái cửu quyền đó, thì là từ từ là tiêu nghiệp chứ, rồi đi khám cái bệnh. Còn cái phần kia đó để một lát á là cái nó chỉ cho, nó chấn cho, không có vô được nữa. Đó.
à, mà cũng như như con đi lên trên chảnh người như sư cô đó lên ở chảnh là cũng 7 ngày mà tới ngày thứ 6 cái ông có cái ông đó là ông lên tới chảnh tìm lên tới chảnh là tìm mấy ngày mà không có gặp đang mà ông cho hay là trong nhà cũng bị người ta hại đó rồi ông nói ông đi tìm ngày đó thứ 6 là ông mới hỏi cái cục đất đó là ông thổ địa hỏi chứ có tên Nga lên trên này hay không cái nó nói trong nhà của bà sư cô đó rồi cái ông mới vô ông vô là bà sư cô bà ngủ bà thấy bà nó thấy một người là nhỏ nhỏ con mà bới đầu tóc nhỏ mà vẫn nguyên bộ đồ đen đi vô cái nói mới hỏi bà là có tên Nga trong này không bà nó có nó lên trên này là ở 6 ngày nói tôi tìm nó từ hôm nay là bữa nay là ngày thứ 6 là vậy là vô đây tôi mới gặp là ông tỉnh lễ xong đàng hoàng mới hỏi bà là hỏi chim bao nha gặp bà chim bao bà thấy đó rồi cũng hỏi tên tên đây nè rồi bà nói có cái nói là bà ơi bà gán giúp giùm cho cháu tôi mà tôi thấy trong nhà của nó là bị người ta hại rồi tôi tìm nó mấy ngày nay mà bữa nay tôi mới là tìm tới được đây thì nhờ bà cứu cho cháu tôi mà tôi hồi đó là tôi là thầy pháp mà tôi là ông sơ của nó mà tôi là thầy pháp hồi đó dữ lắm hay mà tôi không lợi trong thầy này thành ra tôi tới đây để tôi nhờ bà cứu giùm cho cháu tôi nói bà nói được tôi cứu nó nó đó rồi bắt đầu mà nói tôi là ông sơ là tôi tên là Lý Phạm Văn Lý ông nói vậy nữa tôi lòng sơn đó trong cái cố quyền hồi xưa á dạ là bài cũng như mấy đời mà mấy đời là bắt bảy bắt tám tôi đồ là nói nghe nói là trong cố quyền có làm thầy nhưng mà không có biết là ai mà bữa đó là mới biết là ông sơ đó ông lên chỉnh nói là hại cháu tôi đó là bây giờ nó làm trong nhà cháu tôi đó ra tôi tìm từ hôm nay mà tới ngày bữa nay là ngày thứ 6 là tôi mới hỏi ông ông mà đất đai ở đây là mới chỉ trong này nè là tới đây tôi mới biết được là nhờ bà cứu cho cháu tôi rồi bà mấy tôi cứu nó lên đây tôi cứu không là sư cô trên núi nè sư cô trên trên chỗ cứu trên chỗ cứu hả mà nói nó lên đây á thì tôi cứu cho nó mà nhờ nó là tôi kêu yêu cầu các phật tử niệm phật thôi không ăn ai đồng bạc đồng xu các bạc nào làm năm nay là mấy chục năm là không mong ai ăn ai mà đồng xu các bạc nào chân tôi chỉ nhờ cái niệm phật đó thôi chứ không nhờ cái gì chân dạ về niệm phật dạ cái việc gì mà có cái gì đó lên đây tôi cứu cho chứ không có gì chân nhờ cái chỉ là cần cái niệm phật đó mà thôi niệm phật đó dạ giờ cái màn này là tu đó dạ thì bà mới là lấy tôi là 7 ngày rồi nếu mà ra hết bởi vì hết không có thấy không có thấy giờ không lấy có thấy trong người bà lấy nó lấy ra lần chút chút lấy một cái lần một là cái như là chắc là không nổi đâu không nổi dạ bà nói là lấy lần chút chút thôi không lấy nhiều là mà như... nhờ cổ không mà từ tới đi ha là cùng thấy chân không ông nào mà lấy được chân mấy là cái này là đây nó quá cao tôi lấy không được bà đi kiếm cái nào sao mà à, bên kia sư cô đó là cho mình uống cái gì vậy? Bà không có cho uống gì chân á mới đập chú gì? Chỉ là bà lấy giấy vàng nè bà chấm vô bụng cái bà cạo ra hay là kim nó bún ra đây ừ bà chị và giấy vàng giấy rượu à chứ không có gì chân á bà cạo ra nó bún nó đau trời ơi nó đau luôn đừng hơi bún ra luôn hả ừ nó đau dữ lắm luôn kim nó đâm ra nó đau á tôi nói là cái nó gán niệm phật con gán phật ra mà nó lấy cái tay á có khi bà cạo mà nó đâm cái tay bà đổ máu á giấy vàng nè mà bà cạo thì thôi bây giờ á là bây giờ nhờ sư cô đã lấy ra rồi nhưng bây giờ để ở đây á thì tôi giúp cho thì đang quay giúp cho chắn lại giữ không cho nó làm vô lại thì bây giờ ở đây để tôi trình với mẹ với thái độ của quân nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát con trình với mẹ trình phật tổ phật thầy là con dùng cái phép của thái thượng lão quân để cứu cái người này đợi không mà chặn lại cho đừng có người ta hại nữa nên hôm nay con trình nam mô thái thượng lão quân nam mô thái thượng lão quân nam mô ngọc hoàng thượng đế cha trời tự bi con cũng giá cha con cũng xin với ông thái thượng lão quân cho con xin cái thái phép tỉnh phép ổng để con cứu đời cứu chữa bệnh cho người ta hôm nay con trình với cha ngọc hoàng nam mô quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn nam mô a di đà phật nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn nam mô a di đà phật nam mô ngọc hoàng đại đế vô cực thiên tôn nam mô a di đà phật con xin kính trình cha ngọc hoàng con thỉnh cho phép con thái thượng lão quân nam mô thái thượng lão quân nam mô thái thượng lão quân nam mô a di đà phật con xin thỉnh cho phép con phật di đà
ông cũng cứu đỡ chúng sanh, con thỉnh hai cái phép của hai ông để con trị bệnh cho người ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi nhà thương mà nhà thương cho uống nửa tháng cũng không thấy giò nó sưng hết trơn, hai giò nó chặn mất mà máu đó. Nhờ sư cô đó cũng rồi cái, nhà tôi cái cũng... bắt đầu đi nhà thương rồi cho uống thuốc lấy ra đây, nhưng bây giờ cũng không có không thấy đây này. Chứng đề công đức tụ tịch tịnh tâm thường tụng nhất thiết chưa đề nạn vô năng xâm thị nhân thiên tượng cập nhân gian thọ phước cho Phật lãng. Nếu ai ở trong thân thể này thì phải đi ra hết, đừng hãy màn này lo tu đi, đừng theo tà đạo mà sau này tiêu xác hồn. Theo tà đạo sau này hồn xác không còn. Quay đầu là kịp, tu cho kịp bờ kịp bến nặng bước lên thiền. Không tu mà còn theo tà đạo mà theo nghe lời nó thì tiêu hồn xác. Tại vì tôi đó là tôi lên trên Vĩnh Sương thấy không, ngồi thiện chỉnh là 12 giờ trưa nắng mà hai cái tay tôi nè, tôi để vậy ha, mà như cục đá để đây nè, y như cục đá mà lấy để trong cái bàn tay mình vậy nha. Đó, để vậy đó mà nắng căng căng 12 giờ trưa luôn, nắng mà không có bóng cây, mà mẹ nói con phải ngồi thiện một tiếng đồng hồ, ngồi tại cái chỗ trên Vĩnh Sương á, chùa của ông Bảy đó là chỗ đó, ông Bảy mới xây cái hồ lớn đó, người thi một cái hòn để mẹ trên cái hòn cao bằng đây lên nắp nhà đó, là ngồi đó một tiếng đồng hồ là mẹ xuống điển cho tôi nữa. Hằng là nói nắng nóng gì trong hai cái tay tôi, nó lạnh như cục đá để đây nè, để vô nghe lòng bàn tay vậy mà đúng một tiếng đồng hồ đó. Nó nên cái bàn tay này nè, là mẹ về mẹ nói con phải chị bệnh, con phải chưởng vô đây là cái điển mẹ xuống hai cái bàn tay của con đó. Mà tôi thì tôi mới làm, mẹ mới dạy sao tôi làm vậy, tôi không có biết. Nên bây giờ là đây á thì là mình tu thì Phật cứu nằm ngủ cũng thấy là Phật hoài đó, thấy căng đó. vòng này ha, là Phật dữ lắm, Phật hai người này Phật luôn mà vòng bay này ha, vòng bay mà đẹp lắm mà khủng nữa, hai người này căng tiên bên mẫu rồi. Nhà mẫu nói nè, ta cho linh tử xuống trần, xuống đây lập công bồi đức, nhưng màn này con danh lợi nhiều đời nhiều kiếp nên không còn nhận ra, nên mẫu mới hạ phàm xuống để nhận, mượn một người nhận cái điển để nói ra cho con của mẫu biết. Màn này là con của mẫu không, màn này là mẫu cứu vớt hết á, có bên mẫu là mẫu sẽ chuyển lại ngay gốc đặng mẹ mẫu cứu. Linh căn linh tử của mẫu cho xuống trần này nè, chứ không phải là thường thường, nên là chuyển cho biết là tiền căn. Nếu người không căn trước thì đâu biết gì, mình có căn trước nên chuyển cho mình thấy Phật thấy tiên là mình biết cái mặt tiền căn mình có đó, nên là phải cho thấy đặng mà thấy nhiều lần là biết cái căn của mình đó, là mình có cái căn. Nên mẫu có nói một câu là không căn trước thiệt đâu biết gì, nếu không có người có căn là không có thấy gì hết, không biết. Còn mình có căn rồi thì mẫu cho mình thấy cái tiền căn của mình là thấy tiên cái Phật là mình có cái tiền căn đó, đặng mình tu. Lại thì thấy đi một dọc gì nè mà bận đồ lam không hả, cái bắt đầu thấy vậy mới đi vô xúc một lít gạo, vô xúc gạo mà vé cái hũ thì còn có lít một à, cái vé cái chút cho người người còn người sau đó là ngồi trên cái con gì mà bự và đen thui bự lắm luôn, mà bận áo giáp nha, đội quai mão nữa, cái chút cho người đó nữa, cái bắt đầu là một lần khói trắng bay hết trơn, hết trời mất tiêu luôn. Thì cho thấy đó là đó là cái công đức đó, làm phước là được về đó, mẹ nói vậy đó. Rồi cái công đức của mình á, biết làm phước dù nhỏ dù ít cũng một cái lòng thành là được mẹ cứu. Rồi có thấy lần đó đi núi như thế này nè, mà đi núi thế tới vừa tới ông núi bắt đầu thấy ha, mà làm như dung mà giải ha, chảy dài tới vùng núi cắm luôn, mà có hai hàng hai bên là cọp không à, cái tôi nói trời ơi mày ơi, mày ơi thánh thụ cọp nhóc trơn kìa, hai hàng hết trơn. Bởi vì căn của mẹ chuyển, cái nó chạy cái bắt đầu cái sao mà có thấy căn mà cho thấy hết trơn, sao đứng hai bên là cọp không mà thấy hổng ông nào nhúc nhích đấy, thôi ông không có cắn mà đi mày ơi, đi đi là ở dưới lót bằng cái gì mà đỏ tư là cho tới luôn cắn luôn. Thì bây giờ để tôi nói cho biết cái tiền căn đã mẹ cho biết rồi đó, mình có cái tiền căn rồi đó, bây giờ mình gán tu đi trúng đường, đi lạc đường là chết, đi trúng đường thì mẹ cứu.
Bây giờ mẹ có nói cái màn này linh tử mẹ cho xuống trần là linh tử, là con của mẹ nó, linh là tử là con đó. Là mẹ cho xuống có căn có linh, chứ không phải là linh là nghĩa là mình có cái tánh linh mình ở trên xuống, là tử là con của mẹ. Mẹ cho xuống trần mà không có là biết tu, bị gì nhiều đời nhiều kiếp quá nên vật chất che mờ rồi đó, danh lợi che mờ, nên cái màn này là mẹ phải chuyển cho thấy cho biết đặng mà tu. Con cũng như nhiều đời nhiều kiếp mình xuống đây, nhiều khi kiếp trước mình không có tu, kiếp này mình biết là mẹ cũng chuyển, cũng như mẹ nói màn này chót rồi thì phải chuyển cho các con của mẹ thấy biết đặng có cái căn duyên đặng quỳ đầu đặng tu, nên cho mình thấy tiên cái Phật rồi đó là mình có cái căn rồi, có khi thấy con phải như không mà thấy thấy hai ba lần là ông già bà áo đen không biết là ai mà đứng ở đây hả, mà không có dòm lên thì bận nguyên bộ đồ đen đứng kế đây, lần sau nó là cũng thấy bận đồ đen. Trong cái tông chi của mình là ông bà của mình nó tu đắc đạo thì đã nói là cũng nơi nãy là mẹ có nói cho biết màn này là cha Ngọc Hoàng có lệnh của cha Ngọc Hoàng, trong cái tông chi của mình cửu quyền chính đại để kiếp tu đắc đạo được về trời thì cha phải sai cái người đó trong cái cửu quyền mới trở về phải độ cho con cháu trong cái tông chi đặng mà tu đặng màn này đem về hết, còn không là quỷ diệt màn này kết thúc màn ba. Mẹ nói màn ba chiến chót kết thúc, nếu không tu thì vũ sổ. Mà sao thấy cái tâm ý đó nên nó trong cái cửu quyền là chuyển hết trơn. Muốn ước cái bài đó là cái chuyện là mẹ nói rõ ràng nha, trong cái cửu quyền của mình á, nếu ông bà mình tu đắc đạo về trời đó thì dân định của cha, dân định của cha đàng hoàng chứ không phải xuống khơi khơi đâu nha, xuống đây dạy trong cái tâm chi con cháu mình á, đứa nào biết tu có căn duyên thì chuyển cho cái đứa đó nó tu cho nó tinh tấn đặt bên vậy. Còn những đứa không tu mà ngỗ nghịch nhiều đời nhiều kiếp nó không tu nên nó làm như là màn này bỏ luôn xóa bỏ đó. Nên vậy thì ta nói cho biết phải gan giái cửu quyền, vì ngày xưa Phật tổ đi hả, đi hành trình đi khất đi là hoằng đạo đó, gặp cái đống xương còn phải lại nên mới A Nan mới hỏi sao mà Phật tổ là Thế Tôn là tất cả trên tất cả chúng sanh mà sao mà Phật tổ còn lại đống xương. Nên Phật tổ mới trả lời một câu: trong đống xương này nhiều đời nhiều kiếp có cha có mẹ có ông bà ta trong đó, nên ta phải lại. Phật tổ là một đấng thiên liêng là cao tối thượng mà còn phải lại đống xương, mà mình đây là mình là con, mình phải biết tôn kính cửu quyền tất tổ, làm cái gì làm là trước nhất phải thờ cửu quyền đó, phải tin tưởng trong cái cửu quyền. Vì thầy có dạy là bốn ăn đó, ăn đất nước, ăn đồng bào, ăn tổ tiên, ăn tam bảo là Phật thánh tiên, là ăn tam bảo nha. Là mình con người mình sống trên cái xã hội này là mình phải có giữ bốn cái điều ăn đó là mình tu cũng đắc đạo luôn. Vì ăn tổ tiên là cha mẹ ông bà mình sanh ra, cha mẹ mình sanh ra mình, là mình phải nhớ cái ơn đó, mình phải tu hiền, mình phải hào hứng cho cha mẹ ông bà cửu quyền. Còn ăn là đất nước, đồng bào đó là đồng bào, là chúng sanh nhân lợi, mình phải thương yêu lẫn nhau. Còn ăn đất nước là mình không có làm cái gì để cho đất nước mình bị suy đồi, có nghĩa là đất nước nữa mình không nè, ăn trộm ăn cắp là không cướp nó đọc, đó là mình đất nước, ăn đất nước giữ cho mình là phồn vinh thịnh thịnh để cho mình tu. Mà mình không có nhớ ăn đất nước mình phá hoại đất nước, nghĩa là mình đi buôn ốc phiện nè, rồi mình đi làm chuyện là cướp giật, thì cái đó là mình không có giữ cái ăn của đất nước, đó là ăn đất nước. Còn ăn đồng bào, ăn đồng bào là đồng bào, là nhân loại, là chúng sanh, là mình phải thương yêu lẫn nhau đó. Thì mình sống con người đây á, tu ở đây á, thì phải mới giữ bốn ăn, bốn cái ăn đó mình làm trọn là cũng thật chứng cho mình nghe. Là ăn tam bảo là Phật thánh tiên, ăn là tổ tiên là cửu quyền thất tổ phải gan giái. Còn ăn đất nước là mình phải giữ cho đất nước mình không có hại cho đất nước, không có làm gì cho đất nước mình bị suy đồi. Còn ăn đồng bào đó, đồng bào là chúng sanh xã hội, mình phải thương yêu lẫn nhau, là bốn cái ăn đó phải, các người ở dưới trần gian này phải giữ bốn cái ăn đó phải giữ cho tròn. Ăn tam bảo là Phật thánh tiên nha, phải giữ cho tròn bốn cái ăn đó thì tu đắc đạo, làm lành lánh dữ. Dầu mình có một lon gạo mình cho nửa lon, mình còn nửa lon mình ăn, cái đó Phật chứng bằng mình cho một triệu. Vì Phật chứng lầm tu tâm tu tánh chứ không tu tướng, cái tướng bề ngoài không có quan trọng. Bị gì màn này là cuối rồi, chọn cái lầm thôi, còn ở bề ngoài cãi người ta.
ta ăn bận sao không được, mình ăn bận đời cũng được, cũng tóc hay là bận đồ bộ gì cũng được chứ, không có quan trọng đến cái tâm mình tốt là được. Bởi vì cái rác này nè, nó ăn bận gì đó, người ta nói đâu có làm thầy làm bà gì đó, tôi không có làm thầy, tôi không biết làm thầy, ai lợi tôi chỉ vậy thôi chứ tôi không có biết. Mà thật sự nha, thật sự thì tôi với là người ta, ta làm thầy, ta học có bài có bản có đầu có đuôi, tôi không có biết gì chứ. Tôi cho anh mẹ chỉ sao tôi nói vậy đó. Bây giờ tôi ngồi đây như chiếc thiền rồi đó, người tôi nó lẫn á, nó tửng 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 lên gì nè. Bây giờ tôi là cũng như là ở đây xuống điện của mẹ, nên là tôi khuyên chắc là nam nữ gái trai, điện của mẫu nghe, nam nữ gái trai trần miền gán tu đi đừng để trễ. Mẹ thiên nam nữ gái trai trần miền là dưới trần gian này đó, là gán tu thì màn này mẹ đã xuống rồi, xuống lệnh rồi, mẹ cứu vớt. Ai tu theo thầy thì thầy cũng cứu luôn, mình tu chánh đạo thì cứu hết. Nói chung là Phật nào cũng vậy nha, chứ không phải riêng về mẫu. Tôi nói chung như vậy, đừng có suy nghĩ là nói tôi là mẫu không, không được. Mình phải nói tất cả, làm lành đánh dữ là Phật cứu hết. Nhưng mà con mẫu là mẫu, tu là mẫu cứu liền, mẫu chuyển cho liền, mẫu chuyển cho mình đi đúng đường đúng lối. Rồi nếu căng tiên xuống đây, mẹ sẽ cho điển sáng suốt tinh tấn tu hành đó. Như vậy đó, coi như vậy thì bây giờ cũng như là hai người này thì cũng biết rồi ha, căn tiền của mình rồi ha. Thì bây giờ về gán tu ha. Còn người này á thì một lát nữa vẽ cho cái thái thượng lưu quân về uống với tụng kinh của mẫu, của mẹ Quan Âm á, quên á, kinh mẹ Quan Âm hằng ngày. Và có ai hại mình cũng không có vô, đi về trong cái kinh của mẹ Quan Âm là nếu ai hại mình thì sẽ trở về người đó. Mình đọc cái kinh đó đó ha, nếu người ta hại mình sẽ trở về người đó. Tôi nói thiệt, người ta hại với tôi dữ lắm, mà tôi tụng kinh của mẹ này là 20 năm nay rồi, cái gì để trở về người đó có thấy luôn. Thực tế là tôi đó nghe, là tôi thấy thực tế luôn, chứ không phải là tôi tụng kinh của mẹ đây là 20 năm nay rồi, là những gì đó người ta hại tôi là tôi thấy trở về người đó hết, thấy rõ ràng luôn đó. Thì cứ tin tưởng mẹ đi, rồi tụng kinh này của mẹ đi là không có ai hại mẹ được hết trơn. Nó như vậy đó. Thì bây giờ tới đây thì cũng vậy, thì lâu lâu có rảnh thì đi lên đây. Còn nếu có căn duyên với mẫu đó hen, thì cái xác này nó đi đó lên chỗ điện mẫu, thì nó có gọi điện cho, thì có rảnh thì đi đi lên đó, đi lên chỗ cái điện của mẫu, mẫu hoàng nha, là mẫu mới là xuống điện cho mình mới sáng. Là mẫu nói tu thật tâm đi, mẫu giải quả căn cho. Lên đó mình tu thật tâm có căn nghiệp, mẫu cũng giải cho mình luôn, giải quả luôn, giải nghiệp luôn đó. Sao mà đi núi đi lại chỗ cái núi Cô Tô mà cái ở chỗ gì ở trên là chỗ kêu bằng gì, vừa hội kêu bằng gì, vừa hội không phải vừa đầu, không phải sanh tiên, sanh tiên là ở chỗ mà cái có cục đá bự mà ta thờ và cha đồ đó nữa đó, cái ở bên gõ bọng cốp cốp ở đó là cái sanh tiên đó, chỗ đó sanh tiên có cái hàng, có một cái dừa, một cái đá bự, một cái kho chén, chỗ đó. Một cái kho chén, một cái kho gì đó, là hai cái kho mình quánh vô nó nghe bông bông bông. Chỗ đó nha, chỗ mà chỗ đó là thân tiên đó, chỗ cha đó nha. Mà sao mấy gì về bữa đó đi núi người ta dẫn lại nó cứu á, sao mình quỳ cứu vậy mà dòm thấy nha, như hậu quang chiếu chớp 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 trong cái củ quyền đó, trong cái quyền ở đó đó, nên về người ta chuyển cho thấy. Rồi đi lại chỗ trên dò hội chỗ mẹ đi qua đó nha, thì cũng tự nhiên mình quỳ cứu là dòm thấy như hậu quang chiếu chớp như là chớp mà tay hết trơn không vậy đó. Là có căn đó là mẹ cho thấy chứ. Là hai điểm chỗ đó là thấy cái điểm của mẹ đó ha, cái điểm của mẹ Quan Âm như kim tiếng vậy đó. Chích 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 theo mà tú ra vậy đó. Tú ra. Nghe như kim tiếng nhỏ 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 ha, là tại vì tôi thiền đó. Là tôi thấy cái điểm của mẹ tú ra nó là như kim tiếng vậy đó. Dạ như kim tiếng. Chích 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 mà đủ màu tú tú thấp hết trơn vậy đó. Bay đầy chân luôn nha, là như kim tiến vậy, chích 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 không chứ không có phải là hào quang mà sạc sạc nha. Mình nói cái nào mà thấy cái gì vậy, dạ, kim tiến nó vàng, kim tiến vàng xanh đỏ gì như là giống như kim tiến mà bộ kim tiến đó trải ra vậy đó. Còn chỗ chỗ mà mẹ đi qua đó nha, thì nó không phải như kim tiến mà nó hơi dài hơn cái đó là hào quang, hào quang. Còn điểm của mẹ là cái đó là điểm, cái đó là hào quang. Hào quang nó có cộng cộng tua gây nè. Còn điển nó hen, điển nó là nó chích 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 chích, nó tú ra. Bây giờ là hiện giờ nha, mà đang ngồi ngoài
đó nha. Giờ ngồi xanh chút xíu là thấy gì kêu trung tiếng đặt chân luôn, mà lúc nào cũng vậy chân ngồi đặt thấy đó. Là cũng cái căn của mẹ đó, dạ. Có rảnh thì để tôi có đi, tôi điện đó đi, dạ. Lên đó đi, lên chỗ mẫu. Dạ. Lên chỗ mẫu, mẫu, mẫu giải lại với căn tôi. Mẫu nói vậy nè, tu thật tâm thì mẫu đây giải quả giải căn cho con. Rồi đó con. Tại vì mình môi với Đà Phật. Hôm nay thì tới đây cũng giúp cho hai người này. Thì nhà mẹ cũng xây chuyển cho hai người này về tu tinh tấn. Mua quan tâm người đó. Mua duy trì Phật mẫu, mua duy trì Phật mẫu. Mua bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mua bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.